Xin chào anh em nhé. Hôm nay em lại làm video tiếp theo. Em đang bán cái cám của anh Nguyễn Thành Đạt này. Thì hôm vừa rồi anh em cũng làm một cái video để bán cám cho anh em, phân phối cho anh Nguyễn Thành Đạt này. Thì anh em cũng ủng hộ em rất nhiều. Thì nếu anh em nào cần thì lại tiếp tục gửi cho mình tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp mình gửi, thì 5 gói mình sẽ bao ship cho anh em nhé. 4 gói trở xuống thì anh em chịu ship. Trà màu và chè mi cũng có. Thì có cái nhà có cái địa chỉ này thì em quên mất số điện thoại, có số điện thoại nhưng mà hôm trước em xóa nhầm mất rồi. Thì em đọc địa chỉ cho anh em này. Có cái anh Vũ Văn Uy lấy đặt em là 3 cám màu, 3 cám đấu trà màu này và 2 cám đấu chè. Địa chỉ là khu 4 xã Thạch Tân, huyện Thạch, tỉnh Thanh Hóa. Thì em mất số điện thoại rồi, thì có gì anh liên hệ lại em cái, tại vì anh lấy cám chè thì số lượng em hết, thì em hôm nay em bỏ thứ 3 mới gửi cho anh, thì hôm nay thứ 3 thì em lại không chưa gửi được cho anh, tại vì mất số điện thoại. Thì anh nếu anh xem được video này thì anh gọi luôn cho em nhé, gọi luôn cho em để em lên đơn hàng, em tí em gửi luôn cho anh em. Thì đây là cám số 2, cám đấu mình cái cám dưỡng thì mình quên không cầm, cám dưỡng màu nhạt hơn một tí, màu xanh xanh như bên dưới này này đó. Thì anh em xem đây, giá đây, giá của gói là 50.000 gói cám đấu nhá, còn gói cám dưỡng là 40.000. thì anh em điện cho mình đặt hàng 0334 222 225. Còn anh em nào gần đây, mình ở quê Vĩnh Phúc nhá, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, anh em nào gần khu vực quanh đây thì có thể đến nhà trực tiếp mình để lấy cám. Lấy cám tại nhà thì liên hệ trước cho mình xem có nhà hay không, thì anh em đi tận nhà thì mình sẽ để cho anh em luôn. Hoặc quanh đây thì gần đây thì mình cũng có thể ship đi rồi, sau nữa thì mình sẽ ship bưu điện cho anh em nhá. Rồi anh em lấy 5 gói thì mình sẽ bao ship cho anh em, 5 gói trở lên, 5 gói mình sẽ bao ship cho anh em. Nguyễn Thành Đạt này. Đó. Thì anh em nào cần thì liên hệ mình số 0334 222 225. Và còn số nữa nhá anh em nhá, trên kênh này của mình có 2 số, thì anh em nào mà gọi không được cái số kia thì gọi cho mình số 0909777152 nhá. Ok anh em, chào anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ em. Thì những cái anh em mà đặt vừa rồi thì em cũng có ship hết rồi. Hôm nay em cũng chuyển đi nốt, là cũng đặt cả cám chè thì hôm nay em chuyển đi nốt nhá. Có tối qua có anh thì sáng nay em chuyển đi rồi nhá. Chào anh em.